Cái cục mụn này mà mọc trên đứa em của một bạn nam thì đó là gì? Đó là bệnh lý sùi màu gà, lây truyền qua những cuộc yêu không được bảo vệ. Ngoài chuyện là trên đứa em, nó có thể ở trong đây nè, hoặc là ở cửa sau nữa. Nó có thể liên quan tới một số bệnh lý không lành tính trên cơ thể của chúng ta. Bởi vậy, làm gì làm, hãy nhớ bảo vệ mình, trang bị kiến thức đầy đủ các bạn nhé.